Tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 6 Ryan sách bài tập cục bốc bài 2 Unit 2 2C Vocabulary trang 24. Bây giờ nối này bài 1. Bài này nói về free time activity đấy. Go to the theater. Đi nhà hát. Play board game. Chơi trò chơi bàn cờ. Nhờ do jigsaw puzzle là xếp chơi hình đó. Watch a film, xem phim. Chat online. Rồi hang out with friends, tụ tập bạn bè. Rồi chúng ta có chat online, chúng ta có hang out with friends, chúng ta có play board game, do jigsaw puzzle, go to the teacher, watch a film. Sang bài số 3, chúng ta có chat, có go 4 lần, listen, watch, hang, do, play. Chào mọi người, các ngày cuối tuần rất là vui. I chat online with my friend on Saturday morning. Tôi nói chuyện online với bạn bè vào các buổi sáng thứ bảy. In the afternoon, I hang out with my cousin. tôi tụ tập với anh em họ. We go to the amusement park. Chúng tôi đi công viên giải trí. Và chúng tôi đi cái gì? Và chúng tôi đi tới trung tâm mua sắm và xem phim, watch a film. Vào các ngày chủ nhật, tôi go bowling, chơi bowling với anh trai tôi. Hoặc là chúng tôi đi trượt ván, go skateboarding. Vào buổi tối, tôi do puzzle online và tôi chơi board game với em gái của tôi. I listen to music. Tôi nghe nhạc trước khi tôi đi ngủ vào lúc 9:30. Còn bạn thì sao? Rồi xong bài số 4 luôn. Bài số 4 là bây giờ như viết ha. Cô ấy nghe nhạc. She listen to music. Listen dancer này. Cô ấy đi công viên giải trí. She go to the amusement park này. Rồi she go bowling này. Nha. Cô ấy đi chơi bowling này. Đấy. Go answer này. Đó là bài 2C trang 24 của chúng ta.